Đây sẽ hình dung cho cách xem. Nếu như chỗ này màu đen mà đưa vào thay vào là phần vàng và kim cương thì sản phẩm sẽ trở nên rất là nổi. Đây là Kỳ Lân đang hình dung vào một chiếc điện thoại nguyên thủy màu đen, và Kỳ Lân sẽ hình dung tiếp vào một chiếc điện thoại đã được Bitcoin. Từ một cái màu gold và chuyển qua màu Bitcoin có đính kim cương, rất là sang. Hoặc nếu như quý khách muốn trở nên giá trị hơn nữa, giá trị cao hơn nhiều nữa, kể cả phần da này luôn cũng vậy. Nếu như quý khách thích dùng da thì mình sẽ dùng da, còn nếu như quý khách muốn không dùng da mà thay toàn bộ phần da này bằng vàng đúc, vàng khối đúc ra, và theo yêu cầu Kỳ Lân vẫn làm luôn cho quý khách là logo hoặc là tên hay là cái gì đó trên này theo đúng yêu cầu mục đích của quý khách luôn.